Tao ở phải này. Dạo này đẹp trai kìa. Đang đợi ăn cơm để đi lên đi học một cái lớp ở lớp Trung Trung. Trên hào thì ăn. Kêu bà chú. Quay cái này đi làm gì? Quay cái này đi làm gì? Anh yêu tôi đi. Xin không? Anh làm block nữa. Block. Cái này này gì? Cuộc sống Đài Loan. Ấy, đến nhầm. Anh em đây. Đây là món ăn đâu cần đâu à đâu cần phải đâu cần mẹ. Thế làm thế có tiền không? Làm chơi thôi, làm cho bố mẹ xem một phần nữa, không quan trọng tiền. Quan trọng tiền thì chủ nhật đã đi làm rồi, chủ nhật tuần nào chú cũng bảo đi làm rồi. Nhưng mà đi học tiếng thì mình nghĩ là mình đi học tiếng thì mình sau này mình về mình làm cái gì đó, chứ còn mình mà đi làm thì mình chỉ đi làm một ngày hôm đấy thôi. Em nghĩ vậy nên là em mới đi học chứ không thì cũng chẳng đi học. Không thì cũng đã chủ nhật đã đi làm rồi, tại vì là sợ nhiều việc, lúc nào chú nó bảo đi làm luôn. Nhưng mà nghĩ là nghĩ kiểu như đổi việc bán. Đúng rồi, biết chữ mình đổi việc ngon là chứ tội thì mình làm mãi một cái công việc vất vả đúng không? Ok, chuyến rồi. Món dâu cân pha. Ngon không? Điều không điểm. Cá con cá quan nằm cả đêm đấy, con nằm cả đêm ngủ. Chắc tuần sau em cũng nghỉ nằm cả đêm. Bốn người đứng đợi tàu đấy là bắt đầu là bắt ra ga thì tính tiền đi xe buýt thì nó cũng tương đương với bắt taxi đấy là. Bắt taxi luôn thì ở trên đây thấy trên taxi này có một cái rất là hay, đó chính là cái yo-yo khả này. Cái yo-yo khả này mình đi tàu ấy hay là một số cái xe buýt hay là tàu ấy thì nó đều có thể cũng có thể quẹt được cái yo-yo khả. Có thể cầm cái thẻ yo-yo khả này mình quẹt vào. Dạ, tôi được trong khỏe. Đây là chính là dạ. Yo-yo khả. Bye. Cái thẻ này nhá. Thì thẻ đi tàu nhá, xong có mình có thể đi taxi, mình có thể quẹt cho bạn đây. Phát là ok luôn. Chưa về đi chùa. 5 giờ vào chùa ăn cơm chay. Ăn cơm chay xong sau đó là mình ngồi đấy mình nghe đạo một tiếng, người ta giảng đạo bằng tiếng Đại. Sau đó là mình sẽ học có tiếng. Có một chị phiên dịch, chị phiên dịch tiếng. Mình học chùa ấy nó thờ gì như kiểu Phật đường ấy. Biết niệm Phật đường rồi nhưng mà như kiểu Quan Âm Bồ Tát rồi các thứ ấy. Bên này nó có đạo riêng à? Đúng rồi, đạo đấy là đạo tràng ấy. Nhất thiên đạo. Đúng. Vừa đi qua cầu San Cha. Cơm chay ngon mà. Khi nào nhá, chủ nhật mà rảnh ấy thì sáng ra là đi đến chùa nấu cơm. Chủ nhật à, thứ bảy mà rảnh ấy. Có thể đến đấy để mình rồi là mình nấu cơm chay của người ta ấy, học cách nấu cơm chay ấy. Sau này về mở quán cơm chay.
Ôi, làm cá ngon lắm, làm cá giống như cá thật luôn. Đây. Ngoài tới đây này, đường này đi. Tí nữa mình xuống phát xong mình ngoặt vào cái đường này phát là đến phần đường luôn. Anh bảo cho người ta đỗ ga chưa? Đây hả? Đổ đâu thì nó mới dám chở đi. Lúc em chưa nghe bảo. Trên tiên là cái... Oh, 95 khoai như Việt Nam mua chứ. Đi vào một lớp tiếng Trung tại Đài Loan thì do chị Hương chị đi dạy nên là mấy anh em rất là nghiêm túc trong học. Đây là trường Cúa Xẻo là trường tiểu học. Cúa Xẻo là trường tiểu học mà trường tiểu học Đào Viên, quận Đào Viên. Thành phố Đào Duyên, quận Đào Duyên. Cầm hút thuốc lá nhá. Trường tiểu học này rất là nhiều các em bé bé. Thank you.
đông nhỉ? Có đông. Đây tôi có cái gì gặp mới nhỉ? Đâu này có hơi gì không? Hôm nay học hát nên là các chị nữ nào không không học à? Xiao lông bao à? Đúng, biết nó đúng đấy. Xiao lông bao. Kì ngươi đừng quay lại chỗ. Chào mừng bao đúng không?